Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hãng phim Sao Nam Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức dâng hương khai máy ghi hình sản xuất bộ phim truyện truyền hình lịch sử Hoa đào trong bão tố, kể về cuộc đời và sự nghiệp nhà cách mạng Tô Hiệu. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Bộ phim Hoa đào trong bão tố được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 75 năm ngày mất của nhà cách mạng Tô Hiệu. Chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông là lớp cán bộ tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. Dự kiến bộ phim gồm 28 tập, trong đó bối cảnh quay tại Hưng Yên và quê hương của ông ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là 10 tập. Ekip thực hiện được đầu tư công phu, cảnh quay chân thực với dàn diễn viên chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến người xem những thước phim chân thực nhất, giúp người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và những cống hiến to lớn của nhà cách mạng Tô Hiệu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bộ phim sẽ được hoàn thành và phát sóng vào cuối năm 2020.